nữ của mình chơi với nhau rất là thân, và thân theo cái kiểu mà mình sống thật với nhau á, mình bắt đầu mở lòng ra để mình chơi với nhau, không có mục đích, không có vụ lợi, không có tất cả này nọ gì hết á. Đi ăn xe đều mọi người, chị Yến vẫn lấy tiền thử nha, và vẫn thiếu có 200,000 là chị Yến chuyển đưa số tài khoản thì phải chuyển tiền đó. Nhưng mà như vậy nó mới thân, như vậy nó mới vui, và nhờ những cái tình cảm đó thì mọi khán giả cảm thấy rằng là tin vào trong giới nghệ sĩ có tình bạn. Thủy nghĩ rằng ở đâu cũng phải có tình bạn, bởi vì nghệ sĩ cần có nhiều cảm xúc để mình làm việc nhiều hơn, chứ lúc nào đi ra cũng chầm chầm thì cũng cứ rất khó chịu. Và đặc biệt là nếu mà Thủy với chị Yến không thân với nhau thì chơi game show ấy kiểu không quen biết mà sao không biết tương tác thì sao, không biết mình nói con này có vui duyên với bảo quá không, hay là Thủy nói chuyện thì có hơi xuất sự quá không. Thì nếu mà mình đã có cái mối liên hệ từ trước á thì mình nói chuyện mình sẽ biết chị Yến là chị không thích con này hơn con kia, và Thủy cũng không thích cái này cái kia, thì hai người sẽ biết mà nương cho nhau để có một cái game show nghe chơi, có một cái game show thấy nó vui nhộn hơn là người mẫu rồi lúc nào cũng lạnh lùng Thủy cũng sợ lắm mọi người. ngoài sân khấu Thủy lạnh lùng hơn, chứ ở nhà thì cũng cùng điên điên. Và cái kế hoạch của Thủy trong cái năm 2021 này thực ra là Thủy đang muốn mở một cái học viện đào tạo tài năng trẻ, và cái việc mà Thủy hợp tác với nhiều cái giảng viên khác nhau tùy theo nhiều lĩnh vực giống như là vlog nè, trang điểm hay là truyền thông, báo chí, catwalk và xong rất là nhiều mảng khác để cho các tài năng mà mình tuyển chọn đó, mình đầu tư vào thì mình sẽ yên tâm hơn. Thì đó là một cái dự định của Thủy trong 2021, và Thủy hy vọng rằng đó, khi mà mình đảm nhận một cái vị trí như vậy thì mình sẽ cố gắng hết sức mình, và mình sẽ truyền đạt lại những cái kinh nghiệm của mình đang có, giống như là những cái ekip đằng sau của mình nó uy tín như cỡ nào thì Thủy sẽ truyền lại cho tất cả các bạn tài năng trẻ đó. Và hy vọng rằng là Thủy sẽ kiếm được những người bạn thực sự có đam mê, nhiệt huyết và luôn luôn chiến đấu hết mình vào cái nghề mình đang chọn.